em hôm nay về số vốn 11 triệu mình sẽ vào lại cho ông game mình nghĩ là nhiều anh em biết thế này rồi big boss nhà mời thì hiện tại nó có rất nhiều ưu đãi như là sắp tới nó sự kiện nó là 29 tháng 4 đến mùng 7 tháng 5 sự kiện 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 bác thì các bạn sẽ có nhìn rất nhiều ưu đãi nhưng mà chơi gì như vậy thôi cái quan trọng mục đích nó tạo làm gì em lợi nhuận đúng không thế nó cho anh em nhiều ưu đãi như này để anh em có thể cuốn vào cuộc chơi ấy. nhưng mà khi có ưu đãi em phải áp dụng tối đa cho nó Ví dụ anh em nào vào được thượng thì anh em đánh nhỏ nhỏ thôi anh em rút ra thắng luôn được Rồi anh em không đánh nữa kiểu như đó anh em Hay là thượng nào đầu tiên nếu anh em nào chưa biết về con game này Thì anh em 100 ngàn được 5 tạm anh em nghĩ là hầu như 99% anh em biết rồi đúng không Vốn thì hôm nay 11 triệu ấy Đây có rất nhiều con game Hôm nay có lẽ mình quyết định mình sẽ vào đây Bài đỏ đèn đi anh em à. Chơi con game gì mình thường là xóa tất cả dữ liệu game trước anh em sau đó mình vào chơi lại anh em để tránh hợp là nó soi hay gì đó anh em ạ, Cái game gì mà nó chạy có soi anh em, mình ví dụ xóa tất cả dữ liệu game thì nó sẽ mất hết dữ liệu mình mình sẽ đỡ phải soi hơn, đúng không? đó là cách chơi mình cách suy nghĩ mình thôi. đương anh em có cách chơi gì hay hơn thì em có thể tham khảo thôi. Mình mình chủ yếu là chơi cõi mèo thì hay chia sẻ anh em thôi. Cho mình mình biết cách chơi chắc chắn thắng này không còn gì để nói rồi. Chơi có thắng có thua thôi anh em ạ không thể thắng mãi được mà cũng không thể thua mãi đâu nha đây này thắng anh em ơi ngon thế trời cứ từ 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 và lên thôi nha mà không vội được nha vội ở toang thôi ui phản đặt mê thôi đéo dám đặt hai mê đâu đặt hai mê ở toang đấy Trời ơi. may pha này đặt lại một mê kìa. Hên đấy anh em ạ. Hên đấy hai này. Rồi. may vẫn thắng anh em ạ. may vẫn thắng đấy. mình thấy con quy đây là mình thấy thắng rồi và cách đánh đỏ đen này mình nghĩ là nhiều anh em biết cách đánh này rồi đó là các bạn nó nó có đôi là nó đôi này, xám là tao to nhất anh em ạ thùng phá sảnh là đến thùng nè sau đó đến sảnh sau đó đến đôi ấy còn nếu không có thắng chắc rồi bởi mình có ri rồi mà anh em ơi sau đó nó mới tính con cao nhất con á là con cao nhất nha nếu nó không có đôi thì nó sẽ tính con cao nhất nha anh em ơi nó có đôi rồi thì thôi Kim là mình nghĩ là nhiều anh em biết rồi không phải tính điểm nha tính điểm là gọi là đánh ba cái rát rồi đây không phải là tính điểm đâu nha anh em ơi cứ bình tĩnh mà lên thôi anh em không vội Thôi hai mê thôi đánh nhấn lộn ba mê đấy Rồi nó lác đấy nha Đúng tiếp nào Toàn rồi Biết ngay à Thì còn đây thì mình thấy toàn rồi Chịu thôi biết làm sao giờ em ơi Game mà cứ bình tĩnh mà lên thôi nha bạn sạch là thua chắc rồi sạch là thua chắc rồi ai vẫn thua liên tục kìa anh em ơi cái gì vậy ta theo đen mãi nào đéo văn đéo này nói cho thắng không đây ta đôi là mới đào chứ cái gì vậy ta xui một chuỗi luôn đấy anh em ạ à. đen quá trời luôn đấy cơ kìa mày nó là rô đấy rô mấy ăn được này nó xíu chứ không toàn toang thật đấy anh em mày nó lên lại kìa hên đấy anh em ơi bắt đầu thấy hên lại đấy đây rồi mình làm mê lại rồi đấy cứ từ từ mà lên thôi anh em ạ một là lên hai là xuống thôi à đây này ngon 18 rồi đấy anh em 11 đêm 18 mê đấy quá là ngon rồi bây giờ đăng thẳng là tuyệt vời đấy anh em ơi còn hơn đứng thua anh em ạ lúc này thua mình lo vãi đạn luôn đấy trời ơi dưới liều phát cái không được anh em ạ. thua lại lại thua một chuỗi rồi dễ lắm đó biết ngay mà Chuồn nó đéo về là thua một chuỗi luôn này, anh em thua lại luôn này kìa ôi rồi ôi Chuồn đây là chuồn. không cho về bắn nào ôi về chuồn rồi mà nó ra ba chịu lên hai mê nghĩ luôn thì đẹp lúc này không lên được anh em không lên nổi luôn đấy chịu thôi biết làm sao rồi đây rồi ngon 18 này còn hai mẹ thôi anh em ạ. 6 ra 4 người ta. Ui. Thôi mình nghĩ là nên nghĩ thì thôi anh em ạ. Thắng như vậy là được rồi anh em ơi. Chứ mình sợ mình chơi tiếp là toang lắm. Thôi ít ra tháng 6 mê là lộc lá được rồi anh em ạ. Không cần nhiều đâu. Tháng 6 mê là ngon rồi anh em ạ. Nghĩ thôi anh em ạ. Chứ bởi vì mình thắng thì công nhận mình có thể thắng to nữa, thắng bự hơn nữa. Nhà cảm nhận lúc này giờ mình lên tầm 17, 18 m nó cho xuống Thì tốt nhất là không nên chơi, cố gắng chơi đâu nha mọi người Cho nên đừng có bao giờ cố để xác định là ngày hôm đó thắng lên bao nhiêu nha Tôi nghĩ, thôi video là tốt nha, bye bye anh em